Nhà tôi cái trọ có chút xíu tôi đâu có nuôi được. Dạ. Với là tôi đâu có tiền mà chăm nó nổi, chết chắc cũng tốn. Mà con bé này bác sĩ nó bị gì cô? Giống như là nó bị virus gì đó. Ký sinh trùng máu. Chắc vậy. Ký sinh trùng gì đó. Nè nó có cái giấy. Nó có cái giấy được chắc này. Thấy đưa cho người ta coi thì nó ở đây. Tôi nói biết rằng ta hay hơn ta trị được. Tao để con coi coi. Chào tất cả mọi người. Hiện hôm nay mình nhận được cuộc điện thoại của một người cô ha. Cô ở đâu ha cô ha? Cô ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh. Dạ. Thì nói là mang con bé bé chó qua cho mình. Mà không biết là cô gọi cho con không biết là bé bé bị cái gì. Nó không có đi lên nổi luôn hả cô? Nó đi không nổi, nó đứng dậy nó đi là phải đỡ nó. Dạ. Thì vậy cô cho có thể cho con biết cái cô gặp bé này trong hoàn cảnh nào không? Là dạ. Bé chó này của cô hay là của ai? Của người con nhỏ em ở gần nhà, ở gần ở ngoài mẹ cô về mẹ cô chơi cái dạ. Thấy con nhỏ em ở gần mẹ nó có một con chó này người ta cho nó. Cái nó về nó thấy ve nhiều lắm. Cái nó thấy ve nhiều quá nó hớt tóc hết. Cái nó đem đi chích này kia nọ, người ta nói không có chích ve được, để đợi chừng nào nó hết, người ta điều trị nó xong người ta mới chích ve. Sao mà càng chích càng ngày nó yếu, cái bây giờ nó định là nó không nuôi nữa, nó nhờ người bỏ đi đó. Cô thấy tội, cô mới nói cô hỏi thăm thì người ta chỉ, người ta nói gọi điện đi tìm lên đây nè. Thì gọi có một cái bên cái chú đó tên là Thi Lê. Thì lên đó đi rồi cái gọi điện người ta nhận đem cho người ta có thể đổi ra người ta nuôi được không? Chứ ở nhà đem bỏ tội. Đưa cho xe chở đi tự nhân lỡ để chở đi bán luôn bằng thịt cái chết. Tội nên cô mới thôi cô tự cái xe đưa đi lên đây nhờ chú giúp giùm cứu khổ của nàng chứ. Dạ thì cái con từ nãy giờ cô đem cái sắp giấy mà khám bệnh của bé đó thì con cũng thấy rồi. Con không phải bác sĩ thú y. Ở nhìn con nhìn qua sơ lược cái thể trạng của bé đó, cô thấy bị phát ban ngay chỗ phần chân không? Cô tưởng mũi cắn chứ không phải đâu. Không biết á. Con chưa nhìn vé là con đã nói rồi đúng không? Nó bị bé bị ký sinh trùng con, máu. Con đi đâu vậy con? Không, nó nằm cho mát á cô. Cô đỡ nó vô giùm con đi. Nghiệp quá trời luôn. Mà là chủ định đem bỏ đó. Cô là cô sợ. Cô đâu có khả năng nuôi. Dạ. Mỗi lần về cái ngáo ơi, cái là thấy cái mặt nó nhìn. Đúng rồi, nó là cái giống chó ngáo mà. Nó là hết kỳ. Mà nói cô vậy nè, cái bệnh mà ký sinh trùng máu á thì mình phải chuẩn bị tâm lý trước là chắc chắn là 70-80% nó sẽ chết. Nếu mà nó có thể vượt qua được á thì khoảng 1 năm sau, mấy tháng sau. Đó nó đang ngồi dậy cậy nó cô. Dạ. Con đi đâu? Nó yếu kìa. Cô thấy kìa, hai chân nó phát ban luôn kìa, thấy không? Con bệnh. Sao mà làm cái đó nó mang cái nghiệp này rồi mà còn yếu bệnh. Là cái bệnh này do là chủ không có chăm sóc á cô. Ve cắn. Trời ơi, tội quá đi. Tôi thấy thì chịu không nổi luôn. Mà từ đó giờ con thấy mấy bé này mà nằm ở trong tay con, mấy con bé mà ký sinh trùng máu á, mà bé mất không. Trời ơi. Thì tại vì trời Phật có phúc. Không thì cái này là tại vì cô biết cái bệnh này giống như cái bệnh của người hạn như là ung thư vậy đó. Chắc chắn là sẽ chết. Còn không á thì nó sẽ sống được vài tháng sau á, nó tự động á nó co giật là giống như cái biến chứng á nó tái lại đó. Cũng chết. Tại vì cũng do cái lỗi, một phần lỗi của người chủ không có chăm sóc bé kỹ lưỡng thôi. Chứ thực sự mà nói con bé chó là con bé chó kiển nè, nó mắc tiền lắm. Cái cô mà đem con bé Trang nó đem chó này về nuôi là nó của một chủ khác, người ta bỏ nó. Tội quá nó đem về nuôi. Nó bây giờ nó cũng không phải là nó bỏ, nó dự định là kêu xe đưa đi. Đưa đi chó nó, cái tôi nói thôi bây giờ điện ở đây nè. Nuôi đi, ta bắt đem đi vô trong gì ta bán á. Ăn thịt chết đó. Thế rồi cô mới đưa đi chứ. Nó về cô, cái này có người ta đưa cho nó về là nó điều trị. Nó cũng vậy, nhưng mà nó nói giờ này nhà nó giờ đông nữa. Là cái chị đó không phải con chó của chị đó nữa. Người khác cho nữa. Người khác ở dưới ngã tư Gò Mây. Là lúc đó người ta phố cho 2, phố 3, Bình Hòa B. Mà lúc đó người ta cho bị vậy chưa? Chưa có bị, đầy ve hết luôn. Người đầy ve nhưng mà người nó đầy ve hết. Cái nó về nhà nó thấy con chó đầy ve nó tội quá. Nó đè nó bắt ve nó mới hết lông nè. Nếu mà cái
chắc chắn là bé, mấy bé mà trong con kìa, có hên xui. Cô chưa thấy con bé chó kia bữa cứu đâu, cầu mà hàng mấy ngàn con ve đó. Nhưng mà không có về, không biết cách chị á. Bữa nay kìa đẹp như công chúa vậy đó. Cho nó uống viên thuốc mấy trăm ngàn vô, 24 tiếng sau không còn một con. Còn cái này nó chắc nó làm không có kịp á. Chích không có hết đâu. Trời ơi, em đi chích sao, đi chích thuốc rồi vô nước biển gì đó. Mình nói đúng hơn cô, con mở gần con nghe nói. Và nó bị cái này cái gì nữa? Cô cũng không biết cái này nó bị sao nữa. Ôi, nó bị cái gì luôn nè cô ơi, nó bị nhiều bệnh quá. Cái bột phần sinh dục nó bị cái gì nè? Bị sao vậy? Nè, nó bự dần dần nè, không thấy hả? Cô đâu có biết cái này. Cô thấy tội quá, cô sợ người ta đem đi cho ăn thịt á. Cô kêu ông ăn cái này không? Okay. Nó nằm ngoài mát à, nó không thích nằm đây. Thôi tội nghiệp quá con ơi. Nghiệp quá à, tội nghiệp ngáo quá trời luôn á. Ngáo ơi. Rồi Ngáo ơi nghe là kia. Ngáo ơi con đi đâu? Đâu đây đi, cho đứng dậy coi nó đi đường con. Nó bị cái bộ phận sinh dục nữa kìa. Nó bị phồng đi luôn, giống như bị quai bị vậy đó. Anh cô thấy không? Nó phồng lên cao luôn. Là từ lúc mà cô mang bé về nhà mấy ngày rồi? Là nó cũng ở nhà của chị đó, nó cũng nằm vậy luôn hả? Mà nó ăn được không? Nó ăn được không? Nó ăn được, ăn ít lắm. Mà nó định đem đi bỏ rồi đó. Đi bỏ đâu? Không biết. Được, không mới gọi điện. Cái con nhỏ tên Ruby nó ở gần nhà, nó nói là chị ơi, chị nghe chị tội đó, chị gọi cho cái điện thoại đi. Nè, chị lên trên mạng có cái nhà mấy chị mới gọi điện. Nè. Cái chú anh tài xế. Chú nhìn nè. Chị có thấy cái chân dái nó không? Đó, thấy nó bị gì không? Nó bự, nó bọng nước vô luôn đó. Nó ra hay là kéo ra? Nó tự ra. Nó tự ra đó. Nó đứng dậy được hả? Nó tự ra, nó muốn nằm ngoài đất à. Tội nghiệp quá trời, tội nghiệp luôn á. Vô con sàn luôn hả? Vô sàn luôn hả? Rồi đây một con đi, chú con khinh nó vô đạn gốc đây nè. Đợi được, đợi cái chân đau tông ơi, tông ơi. Dỡ em được. Cứ dỡ đại đi cô ơi, không sao đâu cô. Từ ở nhà chị, bởi chị đâu có về đâu, có ra đâu biết. Hôm qua về mới biết đó. Giá là nước không? Thì đó, nè nó nhiều bệnh, chú bây giờ nó đang bị viêm gan thế nè. Chị cái tối chị dạy chị Lục, chị kiếm cái khăn mà bậy cái tủ. Chị nói để đem về quản ngàn trang, đem con chó đi. Từ ở nhà chị ra nhà nó. Rồi đi con. Chị ngồi đi chú, yeah. Đoạn đó nha. Dạ yeah. Thì thôi bây giờ con nói cô nghe vậy nè. Con bé này chắc chắn là con sẽ nhận bé. Nhưng mà nhận bé thì cái tự duyên thôi, mọi sự tự duyên. Thì nó có thể vượt qua được thì nó sống tiếp. Còn không được thì bắt buộc thì con phải mang bé đi thiêu và bỏ vô chùa. Chứ bây giờ không còn cách nào. Tại vì cái bệnh này không có ai cứu nó được hết trơn. Là cái này là do cái sức khỏe của bé. Đó, cái cơ địa của bé có thể chịu thuốc hay không nó mới vượt qua. Nó uống thuốc mà mấy cái ban mà nó lặn xuống nè, chắc chắn là nó sẽ sống. Mà con thấy con bé ký sinh trùng máu á, có mấy con ký sinh trùng máu kìa, cái người nó nổi ban vậy nè, nhưng mà nó quậy như con khỉ, nó rất là tốt. Còn con bé này là con thấy nó nằm liệt luôn rồi. Thứ nhất là cái lỗi cái người chủ là không có chăm sóc cô thấy, mà con bé chó này mà nói mà ve nhiều chắc chắn là con nghĩ là chủ có thương. Nó ở nhà anh La Thông, cái này nó ở dưới Gò Mây, ở dưới Bình Hưng Hòa chỗ nhà anh Dũng á. Tới đầu nó mới đưa về nhà của con tài chị nhỏ lúc nãy đó, đưa về đó. Cái nhỏ này thấy tội, nhỏ nó cũng thương lắm, nhưng mà giờ nó hết cứu nổi rồi đó. Cái nó định là đem bỏ, cái tôi nghĩ không được đâu, đem đi bỏ cũng tội. Dạ. Rồi hôm trước nó lụm một con ở ngoài góc trụ đèn, nó đem vô nuôi, nay lớn lắm, người ta đem ta bỏ, nó đem nuôi lớn. Nhưng mà cái đứa này nữa, nó, nếu mà người ta nhiều khi ở trên đó người ta có nuôi nhiều chó, người ta biết nó nhiều bệnh, người ta sẽ có cái cơ hội cứu nó, hy vọng là nó qua được cái nạn. Mà mỗi lần cô có hỏi là ăn uống như thế nào? Rồi nó cho ăn kỹ lắm, nó cưng, nó cho ăn được. Không, mà mấy nay ăn là ăn như thế nào? Là nó đưa nó vẫn ngồi vậy nè. Nó đứng dậy nó ăn, nó thấy
nó nghe chó kia ăn cái nó thèm lắm, nó ngồi vậy nó nhìn, mà dựng lại nó ăn thì nó ăn ít hơn mọi khi. Để nói cô nghe nha, cái bệnh này á, thì chắc chắn là chúc con sẽ bỏ riêng bé ở ngoài, bỏ xe riêng. Thì con nuôi như thế nào rồi con? Tại vì con báo trước là tại vì con bé này nó bị ký sinh trùng máu á. Đó cả nhà, nhà thấy cái thể trạng của bé hết kỳ không cả nhà? Bé này nếu mà cả nhà theo như cả nhà mà quen biết á thì thường biết trên mạng thì bé này là bé chó kiển nha cả nhà. Không biết cái lý do tại sao chó kiển mà tại sao không có chăm sóc kỹ lưỡng, chắc chắn là cái người chủ này không thương bé nên để bé bị ve bu kín người luôn, rồi mang cho cái chị này. Thì chị này á, lúc mà chị này chị mang về nhà thì đã ve quá trời rồi, chị đã bắt ve cho bé và chích thuốc ve cho bé nhưng mà bé không có qua khỏi, bé không qua khỏi cái bệnh, tránh cái bệnh là ký sinh trùng máu với nha. Hôm nay là bé nằm liệt như vậy luôn. Trứng dái thì bị cái bộ phận sinh dục á thì bị sưng phù lên, bây giờ có giấy xét nghiệm đầy đủ luôn, giấy xét nghiệm đầy đủ luôn cả nhà nè, bị ký sinh trùng máu, thiếu máu á cả nhà. Đó là người ta gọi là ký sinh trùng máu, với lại cái bệnh quan trọng là cái bệnh mà viêm gan đó cả nhà thấy nè, hết kỳ nè. Đó thì cũng có như xét nghiệm đầy đủ hết trơn rồi, nhưng mà chị, cái người chị mà mang về cũng xét nghiệm đầy đủ cho bé hết trơn rồi, nhưng mà bây giờ phải bó tay định mang bé đi bỏ. Nhưng mà cũng nhờ có cô này, cô tên gì hả cô? Cô tên Lợi à, cũng nhờ cô Lợi mang lên cho mình, mang lên cho mình thì bây giờ chắc chắn thì con sẽ lo cho bé cái phần kiếp còn lại của bé gì về sau vậy, chắc chắn là không qua khỏi đâu, con nghĩ như vậy. Đó cô thấy đó, thấy không, thấy nó bị bệnh không? Nhìn là nó khác hẳn à. Mà ai cạo lông cho bé là cái chị đó cạo. Nhỏ nha, đi dạ. Cạo. Nó thấy ve nhiều quá hớt lông dạ. Cho sạch đi để cho nó. Thôi gì vậy, cô ra cô nói đi, cô nhắn nhủ nó vài lời đi rồi con mang bé vô cô. Nè gáo ơi. Con về bên đây nha. Dạ. Thì cũng cầu mong cái một cái phép màu nào đó xảy ra với bé đi, cho bé được sống tiếp, cho chơi chung với bạn bè nha cô ha. Cô cảm ơn.